Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay là chiều ngày 20 tháng 11, đó, ngày Nhà giáo Việt Nam. Thì bên em có về được một ít lan hồng nhạn và em đã chia sẵn ra thành các phần cho mọi người có nhu cầu mua chúng ta đặt mua luôn. Đó, thì đó, hôm nay thì chỉ có mười mấy phần thôi nhé mọi người. Và hôm qua em cũng có đăng hồng nhạn nhưng mà hết rất là nhanh. Đó, thì các bác mà có nhu cầu mua thì chỉ cần nhắn tin họ tên, số điện thoại kèm theo số phần muốn mua tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Đó, mọi người cứ nhắn tin nha, đừng gọi điện bởi vì gọi điện chốt đơn rất là lâu. Nhắn tin ví dụ thấy tin nhắn của em ok là coi như là đã chốt đơn rồi. Đó, thì một phần thì em chia sẵn ra thì nó có tầm cỡ 10, 11, 12 mầm gì đó. Trong phần thì nó có cả mầm lớn, cả mầm nhỏ nha mọi người. Đó, thì em thử đếm một phần cho mọi người xem. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đó, 12 mầm. Tầm cỡ 12 mầm thì em cứ làm tròn là coi như 10 mầm nha mọi người. Thì trong phần của chúng ta thì có cả mầm lớn có cả mầm nhỏ. Đó. Thì nói chung là mầm cỡ vậy đó thì nó khá là nhiều. Mầm to thì ít, cỡ 2-3 mầm thôi đó. Thì chúng ta xác định mua về làm giống thì rất là ok. Và em báo giá luôn, một phần như vậy là có giá 200 ngàn nha mọi người. Chỉ có 200 ngàn thôi, cho một phần cỡ tầm 10, 11, 12 mầm đó. Thằng hồng nhạn này thì hoa cực kỳ đẹp luôn. Mọi người chưa biết mặt hoa của hồng nhạn thì có thể lên Google để search nha. Hoa nó thì màu trắng, tím đó, rất là đẹp. Và đặc biệt là cái hương thơm cực kỳ thơm luôn. Thằng hồng nhạn này thì hoa nó màu hồng nhưng mà nhớ mọi người nó khác với thằng hoàng nhạn. Nhưng mà về độ thơm thì cũng 1910. Nếu mọi người đã có hoàng nhạn trong vườn thì đây cũng là cơ hội để chúng ta sở hữu thêm cái loài lan hồng nhạn này. Đó, thằng hồng nhạn này thì thuộc dạng rễ gió thì mọi người trồng cứ giống như là mấy thằng lan nghinh xuân đồ thôi. Mọi người có thể ghép trụ hoặc là trồng vào thang. Cây thì rễ gió thì thường là nó khá là ưa ẩm. Rồi, mọi người có nhu cầu thì nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Mọi người nhắn tin họ tên, địa chỉ rõ ràng một tí kèm theo số phần muốn mua đó. Thì nếu ok thì em sẽ nhắn tin lại với mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo nhé.